Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, năm cũ thì cũng đã trôi qua và năm mới thì cũng đã đến rồi. Ô tô 360 chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn cùng gia đình của mình đón một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, an khang thịnh vượng ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi rất vui được nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn ở trong một năm mới này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc mini SUV. Đó chính là chiếc xe Hyundai Creta. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Ấn Độ, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục rất là nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Hyundai Creta 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Creta 2016 này. Mời quý vị và các bạn.